Phật sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay chúng ta có duyên lành nghe kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Nay mình nghe được Phật pháp ở kinh Kim Cang là một thứ kinh thuộc về Liễu Nghĩa Đại Thừa, nên tất cả các vị hãy trân trọng để nghe cho rõ được thâm ý của kinh. Trước hết chúng ta đi vào cái dòng dẫn khởi về kinh Kim Cang. Thứ nhất là về xuất xứ, cái chỗ mà có kinh này là từ đâu. Thì kinh Kim Cang hay là kinh Kim Cương, người miền Bắc Việt Nam thì hay gọi là Kim Cương, còn người miền Nam Việt Nam thì gọi là Kim Cang. Thì Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, tức là kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, theo văn kinh thì chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Ngài nói với 1,250 vị tỳ kheo ở tại vườn Cấp Cô Độc, nước Sa Vệ, nay là Ấn Độ. Bản kinh đã được truyền sang Trung Hoa có thể vào khoảng thế kỷ thứ tư, đó là lúc mà Ngài Khu Ma La Thập đã dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán. Và chúng ta được biết một cách chính thức là vào cái thời đại nhà Lương, tức là khoảng thế kỷ thứ sáu, qua Thái tử Chiêu Minh là con của Lương Võ Đế, ông rất thích về kinh Kim Cang và ông đã biên dịch đề tựa những cái tiểu tựa của bộ kinh này làm 32 cái tiểu tựa. Thì đó là cái thời kỳ mà của Lương Võ Đế, vào cái thời của Tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, tức là khoảng 500 đến 520. Rồi với cái bản kinh đó vẫn còn thông dụng ở tại Việt Nam chúng ta, với 32 tiêu đề của Thái tử Chiêu Minh đã biên soạn. Bản kinh này được dịch từ chữ Phạn là Bắc Phạn là Sanri. Tiếng Phạn thì có hai thứ Phạn, một là Bắc Phạn là Sanri, hai là Nam Phạn tức là Bali. Kinh điển của Phật trước tiên được viết bằng chữ Phạn là Bắc Phạn, rồi sau đó mới từ Bắc Phạn dịch sang Nam Phạn là Bali. Nhưng khi kinh điển tiếng Phạn dịch sang tiếng Hán là vào Trung Hoa rồi, thì một thời gian sau đó thì kinh tiếng Phạn đã bị thất truyền và mất gốc. Cho nên rồi sau đó các sư tăng Ấn Độ phải dịch lại từ tiếng Hán sang tiếng Phạn. Đó là thời kỳ sau. Kinh Kim Cang được truyền vào Việt Nam
vào lúc nào không rõ, nhưng có lẽ vào thời đại nhà Lý và hậu Lý đó, tức là thời Lý Công Uẩn làm vua đó. Nhưng mà tới đời nhà Trần thì vua quan đời nhà Trần đã biết nhiều về kinh Kim Cang này, nhất là nhà vua Trần Thái Tông. Nhà vua đã ngộ ở kinh Kim Cang này một câu giống như là cái câu của Lục Tổ Huệ Năng đã ngộ, là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Nhà vua Trần Thái Tông ngộ câu đó. Trong thời mà nhà vua ở ngai vàng là từ 1235 đến 1358, đó là được ghi lại ở trong Khóa Hư Lục. Trần Thái Tông, kinh Kim Cang vào Việt Nam là được truyền từ chữ Hán sang, chứ không phải là từ tiếng Phạn và từ tiếng Hán. Nhà hai, nói về cái giá trị của kinh. Kinh Kim Cang là một bộ kinh quan trọng, cái giá trị rất lớn trong Phật giáo Bắc Tông. Phật giáo Bắc Tông là Phật giáo Trung Hoa, Nhật Bản, Đại Hàn, Việt Nam, và là một bộ kinh đặc biệt quan yếu của Thiền Tông Trung Hoa. Giá trị này được diễn ra từ sự thật đến huyền thoại. Về huyền thoại thì giá trị kinh được nhìn qua các tác phẩm tiểu thuyết xưa và nay ở Trung Hoa và Việt Nam. Ở đây chúng ta nói cái giá trị quanh một chút, qua về các mặt văn học xưa và nay ở Trung Hoa và Việt Nam. Và ở Trung Hoa xưa, với tác phẩm một trong Thất Tài Tử, đó là cái tác phẩm Tây Du Ký, tức là truyện Tề Thiên Đại Thánh, tác giả là Ngô Thừa Ân. Cái truyện này người Việt Nam chúng ta đa số là biết rất nhiều. Sách này đã mở đầu bằng một cái nhân vật chính ở trong kinh Kim Cang, đó là Tu Bồ Đề. Mà trong truyện á thì người ta viết lại là Cu Bồ Đề, là vị tiên trưởng. Nhưng mà Tu Bồ Đề đó chính là cái vị đệ tử giỏi nhất về tánh không của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà trong kinh Kim Cang này là nhân vật chính. Theo truyện Tây Du Ký thì Tu Bồ Đề là sư phụ của Mỹ Hầu Vương, tức là con khỉ đá. Tiên đã đặt tên cho con khỉ đá là Tôn Ngộ Không và truyền pháp tiên cho. Việc truyền pháp này tức là gõ đầu khỉ ba cái, đó là báo cho con khỉ đá vào canh ba hãy đến đất riêng của tổ Tu Bồ Đề để được truyền pháp tiên. Thì cái chuyện này là diễn lại cái màn của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn và Lục Tổ Huệ Năng, đó là chính sử. Khi mà Lục Tổ Huệ Năng đến Hoàng Mai và được giao việc là bữa củi giã gạo gánh nước, làm việc nặng nhọc ở trong chúng, thì Ngũ Tổ đến mới hỏi rằng gạo đã trắng chưa, thì chú cư sĩ Tiều Phu này trả lời
Dạ, gạo đã trắng rồi mà còn thiếu dần sạc. Thế là Ngũ Tổ xoay lưng bỏ đi và gõ trên miệng cối ba cái cốp cốp cốp. Thì anh chàng cư sĩ Hòa Lư này mới là hiểu ý của Tổ, là Tổ hẹn vào canh ba thì vào thất của Tổ để Tổ truyền pháp cho. Và Huệ Năng đến canh ba vào thất của Tổ và Tổ nói kinh Kim Cang để mà truyền cho Huệ Năng, và Huệ Năng đã thốt lên lời đại ngộ trong khi đó. Thì như vậy cái chuyện mà gõ mõ ác của con khỉ đá ba cái đó là xuất phát từ nơi cái chuyện của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn và Lục Tổ Huệ Năng để truyền kinh Kim Cang. Để rồi mới bày ra cái chuyện, sau đó bày ra cái chuyện thỉnh kinh của Đường Tăng, tức là Huyền Trang đó. Trải qua 81 nạn, khi mà thầy trò Đường Tăng đi tới Tây Phương rồi, thỉnh kinh về rồi, đang bay trên không, thì Phật Tổ mới hỏi Bồ Tát Quan Âm, thì chứ thầy trò của Đường Tăng đã trải qua bao nhiêu nạn? Thì Quan Âm thưa rằng 80 nạn. Thì Phật Tổ mới đánh tay là 9 lần 9 81. Thì Ngài nói phải 81 nạn mới đủ, tại sao mới 80 thôi? Thì Bồ Tát Quan Âm nói dạ, con sẽ gây thêm một nạn nữa. Thì vừa nói Bồ Tát Quan Âm mới phất tay một cái, thầy trò Đường Tăng đang bay rớt xuống cái đùi. Đó là gây thêm một nạn nữa, là 81 nạn. Thì tại sao có con số 81 nạn ở trong truyện đó? Con số 81 đó từ đâu? Thì đa số 81 đó là từ kinh Kim Cang mà ra. Khi chúng ta học kinh Kim Cang, chúng ta sẽ thấy có con số 81 từ nơi con số 9 nhân lên 9 lần mà ra 81. Đó là nói lên 9 loài chúng sinh mà một vị Bồ Tát tu phải độ cho được. Đó là cái chuyện Tây Du Ký đã liên hệ với kinh Kim Cang đến như thế đó. Và suốt truyện Tây Du Ký là diễn tả qua 80 cái nạn. Đó là nói lên về một người tu, một người hành đạo phải trải qua 80 cái tình trạng ở trong tâm như thế nào đó. Thì Tây Du Ký trình bày ra một cách cụ thể hơn. Cho nên muốn đọc Tây Du Ký mà hiểu cho nó sâu, cho nó rõ thì phải biết kinh Kim Cang. Hiểu kinh Kim Cang rồi đọc truyện Tây Du Ký chúng ta mới thấy nó hay hơn, hay rất nhiều. Trong truyện thì nói rằng Đường Tăng đã trì niệm bài kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa suốt hành trình, nhờ năng lực kinh này mà vượt qua hà ma độc quỷ bao nhiêu chướng ngại để cuối cùng đến được cõi Phật, thành tựu quả Phật, tất cả đều trông cậy vào ngộ không. Không là năng lực chủ yếu của kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Cái ý nghĩa nó là như thế đó. Tác phẩm này xuất hiện vào thời nhà Minh ở Trung Hoa,
Tác giả là Ngô Thừa Ân. Nay hậu bán thế kỷ 20, với tác phẩm tiểu thuyết Võ Hiệp Trung Hoa là tác phẩm Cô Gái Đầu Lòng của Kim Dung. Không biết các vị có biết qua tác phẩm này không? Tác phẩm này thì gần đây đó. Thì tác phẩm Cô Gái Đầu Lòng này là một tác phẩm mà Kim Dung cũng đã nói đến Kinh Kim Cang. Ở trong truyện này, một nhân vật hung tàn là Tạ Tốn, với đôi tay nhuộm đầy máu, gieo tan tóc khắp giang hồ, tội ác tày trời. Nhưng rồi Tạ Tốn lọt vào tay của các tăng già Thiếu Lâm Tự. Tạ Tốn bị nhốt trong hầm đá, phía trên ba vị trưởng lão Thiếu Lâm canh giữ. Ba vị đó luôn luôn tụng kinh Kim Cang hàng ngày, hàng đêm. Và Tạ Tốn không làm gì ở trong cái ngục đá. Tạ Tốn nghe kinh Kim Cang và cuối cùng rồi thì Tạ Tốn giác ngộ. Khi mà nghĩa tử là Trương Du Kỵ đến dụ ba vị cao tăng dời xa nơi đó và bật nắp hồng xuống để giải cứu cho Tạ Tốn, thì Tạ Tốn mới nói rằng: thân ta đã là không, thì ai băm dằn ra trăm ngàn mảnh cũng là không. Chuyện giang hồ ta không lý tới nữa. Thôi con hãy đi lo chuyện của con đi. Thế là Trương Du Kỵ trong giây phút cấp tốc không thể nói gì thêm nữa và phải phi thân lên khỏi nắp hầm, bỏ Tạ Tốn ở lại trong hầm. Thì Tạ Tốn đã giải trừ được cái quan khiên của mình bằng nghe kinh Kim Cang mà giác ngộ tánh không. Đó là cái chuyện mà tiểu thuyết gần đây nhất của Kim Dung. Còn ở Việt Nam chúng ta thì sao? Ở Việt Nam chúng ta có cái chuyện mà tất cả học trò nếu mà có học trung học thì đều có học hết. Đó là tác phẩm Đoạn Trường Thanh Thanh, tức là tác phẩm truyện Kiều. Các vị có biết không? Thì qua cái tuyệt tác thi ca của Nguyễn Du là tác phẩm Đoạn Trường Thanh Thanh đó. Thì đoạn tác phẩm Đoạn Trường Thanh Thanh này có là sau khi Nguyễn Du đi sứ sang Trung Hoa, ở vào cái triều của vua Gia Long vào 1913. Sau khi làm việc sứ thần xong thì Nguyễn Du mới đi tham quan. Thì Nguyễn Du không tham quan ở đâu khác mà tham quan ở cái đài đá Chia Kinh của Thái tử Chiêu Minh, con của Lương Do Đế. Đài đá đó mà sinh thời Thái tử Chiêu Minh đang ngồi đó chia kinh, và Nguyễn Du đã đọc cái bản kinh đó, đọc rất nhiều lần mà Nguyễn Du chưa có hiểu ra được cái nghĩa thâm áo của nó. Đến khi mà Nguyễn Du đứng trước đài đá chia kinh, không thấy người và không thấy kinh đâu, vì cái thời đại chia kinh của Thái tử Chiêu Minh là thế kỷ thứ 6, thứ 5, thứ 6, mà cái thế kỷ của Nguyễn Du là thế kỷ thứ 18, 19, nó cách nhau rất nhiều. Cho nên rồi đâu còn người, cũng đâu còn kinh, thì chính đó chỉ còn lại đài đá chia kinh mà thôi. Và chính ngay cái đài đá trống không, không người, không kinh đó, thì Nguyễn Du liền chợt ngộ.
Nguyễn Du ngộ cái gì? Cái lời chợt ngộ của Nguyễn Du được ghi trong cái quyển Bắc Hành Thi Tập của Nguyễn Du, lời rằng: ta đã đọc kinh Kim Cương cả ngàn lần, nhưng những chỗ thâm áo trong ấy ta chưa từng thấu rõ. Nay đứng trước đài đá chi kinh này mới hay kinh Vô Tự mới là chân kinh. Đó là cái lời ngộ của Nguyễn Du về kinh Kim Cang. Mới hay kinh Vô Tự mới là chân kinh. Kinh Vô Tự tức là kinh không có chữ. Kinh không có chữ mới là kinh thiệt. Mà ông đã đọc cả ngàn lần, đọc tới đọc lui mà vẫn không thấu. Đến khi đứng trước đài đá chi kinh thì ông mới ngộ. Rồi sau lần ngộ đó, ông mới có tên là Tố Như. Tố Như, ông lấy cái tên đó nên chúng ta thường gọi là Tố Như Tiên Sinh. Thì Tố Như có nghĩa là gì? Tố tức là rỗng rang không trống, Như tức là sừng sững bất động. Cái rỗng rang không trống, sừng sững bất động, đó là cái tâm Như Lai ở trong kinh Kim Cang. Ngài đã ngộ tâm Như Lai ở kinh Kim Cang cho nên lấy cái tên như thế. Và nhờ như vậy mà những muộn phiền trước kia đối với triều của Gia Long, Ngài đã không còn phiền não nữa, và Ngài trở về. Và trên đường Ngài gặp một quyển tiểu thuyết của Thanh Tâm Tài Nhân, rồi Ngài mới mua đem về Việt Nam. Và sau đó Ngài mới theo cái sự hiểu đạo của mình mà viết lên cái tác phẩm Đoạn Trường Tân Thanh, để trở thành một tác phẩm nổi tiếng như chúng ta đã biết. Thì theo Thanh Tâm Tài Nhân á, thì cái truyện Kiều đó, tới khi mà Kiều nhảy xuống sông Tiền Đường là hết chuyện. Nhưng mà với Nguyễn Du thì Nguyễn Du lại thêm một đoạn nữa là Kiều nhảy sông Tiền Đường rồi được giác duyên sư trưởng chăng lưới vớt lên và cứu sống, rồi khai thị cho bằng giọt nước Càn Dương của nhà Phật. Rồi Kiều tỉnh dậy và Kiều trút hết những nỗi khổ đau của 15 năm truân chuyên, để rồi Kiều được trở thành một con người thanh thản, không còn đau khổ nữa. Đó là nhờ Phật Pháp mà tắm gội cho nàng Kiều, để nàng Kiều sạch đi về cái kiếp đoạn trường. Chuyện đó khúc sau là của cụ Nguyễn Du thêm vào. Với cái hiểu đạo của Nguyễn Du như thế, cho nên thời nhân người lúc bấy giờ, bạn bè và những người lúc ấy không có hiểu được về cái thơ của Ngài. Cho nên rồi Ngài mới nói rằng: bất tri tam bách dư niên hậu, thiên hạ hà nhân khắp tôn dư. Rồi 300 năm sau ai có biết thiên hạ người nào khóc Tố Như. Không ai hiểu được ông hết, vì ông hiểu kinh mà diễn tả qua thơ Kiều lãng mạn,
thì làm sao để hiểu cho được? Đó là cái chỗ mà ông đã thở than, ngỡ rằng sẽ không ai hiểu hết. Nhưng khi chúng ta biết được Kinh Kim Cang rồi, chúng ta đọc tới Truyền Kiều, chúng ta thấy đó là một tác phẩm ông đã diễn đạt theo tinh thần